Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với Crypto FX. Thêm một error nữa trên mạng Binance Smart Chain các bạn nha. Thì ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một dự án, đó chính là KuCoin. Dự án này cũng khá bá đạo các bạn. KuCoin và viết tắt của Canada, USA, Mexico ha, ba trong một, gom vô một mã hợp đồng. Và cái dự án này thì nó thực hiện, nó làm ở bên cái mảng là hình thức thanh toán. Nói chung là đồng KuCoin này nó muốn tạo thành một cái đồng tiền để thanh toán và tập trung chủ yếu vào thanh toán ở các quốc gia Bắc Mỹ như là USA, Mexico với lại Canada các bạn nha. Thấy lộ trình cũng rất là rõ ràng và tiềm năng. Đặc biệt Airdrop này thì hoàn toàn miễn phí nên anh em cứ đăng ký nha. Và đăng ký nhanh tại mình thấy thời gian hình còn có 10 ngày thì phải. Tổng cung con này là 500 triệu, mình đã tra trên BC Canon rồi các bạn nha. Và theo lộ trình của nó sẽ đốt 50%. Phân bổ token thì sẽ chia cho người nắm giữ và 10% thôi. Founder and team nè, 10% phần còn lại, và những người nói chung là holder, những người mua hoặc là ở trên sàn giao dịch 40% ha. Còn đốt và đốt 50% rồi, nó vậy thôi. Thì 500 tỷ ha, đốt 50% còn 250 tỷ token thôi các bạn. Và sắp tới đây nó sẽ list rất là nhiều sàn. Hiện tại thì đã list ở trên Bankart rồi các bạn. Đây ha, trên Bankart đã có thanh khoản, mình thấy cũng có luôn rồi. Thôi rồi, cái chuyện đó là anh em nào tham khảo muốn mini thì mini ha. Còn bây giờ mình sẽ kèo và để nhận miễn phí nè. Kèo hôm nay nhận sẽ được 10.000 token cum tiến hành thôi. Để nhận kèo này thì các bạn truy cập vào phần mô tả video, mình có đặt sẵn cái đường link, bấm chuẩn bị sẵn cái ví. Có thể sử dụng ví Meta hoặc là ví Trust Wallet đều được. Trust Wallet thì các bạn copy cái đường link bỏ vào cái trình duyệt DApp là xong ha. Còn không thì xài ví Meta cho nó nhanh. Mạng Binance Smart Chain, Connect. Còn không ở trên web cũng được nè các bạn. Bạn bấm Wallet Connect nữa ha. Sau đó sử dụng cái điện thoại mở cái ví Trust lên vô cái mục Wallet Connect á. Quét cái mã QR và xong thôi. Rồi bây giờ sẽ thực hiện một vài nhiệm vụ nhỏ. Thứ nhất là Telegram, thứ hai cũng là Telegram và thứ ba là Twitter ha. Cái này là login Telegram và đăng nhập thôi. Rồi làm từng bước. Ủy quyền cho nó các bạn ha, nhập số điện thoại mà đăng ký Telegram á. Net. Vô lại Telegram bấm confirm. Có gì nữa không? Thôi rồi, như vậy là xong rồi các bạn ha. Quay về accept. Vô đây thôi rồi, như vậy là xong á. Rồi đã đăng nhập thành công các bạn nha. Bây giờ tiến hành tới bước thứ hai và đi follow thôi. Follow Telegram. Join Telegram. Join channel cho im lặng luôn nữa ha. Rồi tiếp đến là làm gì? Có dấu tích xanh là đã hoàn tất nhiệm vụ các bạn nha. Cái này là Twitter đúng không? Bấm subscribe ha. Follow Twitter. Ok, để mình đăng nhập Twitter bạn các bạn. Làm lại ha. Theo dõi. Kèo này mới toan, mới vừa ra mắt. Rồi quay lại. Tôi không phải là người máy. Vạch qua đường ha. Sao nhiều vậy? Nhây vậy. Xác minh. Get 100 cum. Rồi sao có 100 cum nhỉ? À 100 ngàn các bạn. À quên 10 ngàn các bạn. 10 ngàn cum ha. Và giá hiện tại ước tính là 0.26 đô. Nói chung là đi làm bạc cắt thôi các bạn. Nhưng mà cái dự án mới ra mà đúng không? Mục đích mình đi làm Airdrop là đi nhặt đúng không? Nhặt mấy cái token đợi mùa up trend này nó lên giá mà tính. Chứ đâu có ai mà lấy giá này mà đem bán đúng không? Rồi như vậy là xong các bạn nha. Các bạn có thể sử dụng cái đường link để chia sẻ cho bạn bè. Mời thêm để nhận thêm phần thưởng. Rồi sắp tới đây Swap ha. Nó có mở cái sàn Swap không? Không. Swap là chuyển đổi ở trên Bankash. Rồi đơn giản như thôi, vậy về thôi các bạn nha. Trong quá trình thao tác có gặp cái vấn đề gì thì các bạn để comment, mình sẽ chia sẻ. Nói chung cái dự án cái tổng cung nhiều vậy mà cái giá nó như vậy thấy cũng ok nha các bạn. Quay lại xem coi có biết trên CoinMarketCap chưa. Chắc có quá. Bankash trên Dash
BSC chưa trên Coinmarket Cap nha các bạn nha, mới mà đúng không? Rồi như vậy là xong, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.